Ủa em Ừ. Ờ, em nghe xe. Ủa anh ba chọn gì? Anh ba chọn chưa 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 thấy ba Jesse à? chọn gì vậy? Rồi rồi rồi, anh ra đường cách đó rồi. Ờ đây này. Rồi ua hết dưới. Sập ơi, random nha Sập. Em ơi, Đây ra anh chọn chọn tướng sao rồi, anh sợ anh đâm nhiều mọi người. Sập cái gì sao em ra lưng nhiều dữ vậy sợ? đúng có con mà anh trời ơi. Trời Hại được con không đó, hại được con không? Đúng kiểu gì với hai con scanner kìa mọi người. ba chính này hình ảnh ra. Rồi rồi, anh chỉnh Ủa, rồi. ngọt trắng. Hôm qua anh xin vi random ra con này rồi hôm nay lại ra con này nữa vậy xin đi. Má đồ xịn dữ vậy. Trời ơi, mình gặp cái gì mà sợ cái Em sắp gòn, em đúng gòn. đây ơi. Cái này mua hai cái mặt nạ là lụm rồi. Chưa mua đồ rồi Lê ơi, chưa mua đồ rồi Lọc. Lê ơi. Chạy thôi, không đánh nhau đâu. Chạy, chạy, Qua chạy. lên cái lót thế vòng một lớn. Đánh vào chưa cuối. Anh á. Cái đâu bùi gì vậy? À, lên cho anh lộn đi, anh lên cho anh lộn đi Lê. Má quên mua đồ rồi Lê ơi, chạy đi Lê ơi. Ê à, ấm lộn rồi. Bình tĩnh kìa, qua đây anh ơi. Đây anh. Chạy đi, xin mi. Thằng cay. Cái rồi này luôn, này luôn, này luôn. Hồi sinh tâm hợp ơi. Ba qua thích gì ba? Ba giữ gì ba? Ấy à dạ. Sao nó trâu quá vậy anh chưa mua đồ. Với lại cái lỗi anh là bậy rồi. Cái lỗi anh là cái gì anh không biết nữa. Để cứu ba, để cứu ba. Chú làm gì cho lại bật chết. Ra ngồi lại ba. Hãy Lê ơi. Cái gì mà cho dùng. Chạy. Mua đồ. À. Anh bị nói rồi. Ơi. Anh ba mà mua đồ thì mình bú cũng được một mảng rồi. Hôm qua anh gặp em ngân vàng, hôm nay anh ba cũng ngân vàng, nhưng khó anh liều quá. Ai? Ơi, mà thằng vàng thì sao anh Mai? Là sao Lê Mai ơi? Ủa cái này là gì vậy? Là sao Mai ơi? Trong này là gì vậy? Ngày mai. Rồi 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 em tới với ba nè. Thằng này. Quá ca ơi. Bên này luôn ba, bên này đúng luôn. Rồi. Thằng này. Thằng này. Tờ rung. Thằng này. Tờ rung nè. Tờ rung nè, tờ rung. Tờ rung. Trời em hát ca rồi. Tờ rung. Kẻ yếu là không có quyền chọn cái. Rồi, luôn, nó chạy rồi. Yeah. Anh đuổi đó. Mày áp cao vậy? À, giá gì vậy Lê? Chạy đi, chạy đi. Ôi, ơi, như là trong cái này là bị đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Phải có cái này mở ra mày mới đi được. Chị bảo. Đúng rồi, đâu rồi em áp cao rồi. Sạp chọn cái kia sai rồi. Cái này đi hết em á. Ba này. Có anh Ti rồi, à, xin đi anh. Thắng nào thắng thì thua Sập ơi, không thắng thì thua em ơi. Sập ơi, Ellie không ơi. Thắng thì mình thua. À, con Kiều lên anh ơi, đánh Kiều lên. Đánh. 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 Chạy đâu nhanh nhẹn, chạy đâu nhanh nhẹn. Thằng kia nó AFK rồi. Xuống luôn, xuống luôn Lê. Không tôi biết, không tôi biết, không tôi biết. Chạy Kiều lên. Găng vàng nè, găng vàng nè. Anh chỉ cuối được hai lần nữa lên, đã lắm. Cái nữa bà. Cái nữa. À kéo vô trò sinh, kéo vô tập hợp. Rồi, kéo vô hồi sinh giết tiếp ngay, giết tiếp, giết tiếp, giết tiếp, giết tiếp. Em nói câu gì đó dơ bẩn đi kìa. Phát, 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 phát. Dạ rồi. À, đẩy nó ra ngoài. Phát mạnh nào. Lý thối, đừng phê. Đánh đòn, đòn đánh mà kỹ năng như phải trúng hay sao á. Giờ nói câu gì dơ bẩn đi. Nói gì? Ai đi à. Đá thiệt rồi. Nói gì, nói gì. Có. Em bị chơi. Lên lên đồ rồi. Đẹp trai. Đồ tăng. Cái đồng chứ, cái đồng. Anh quên cái khổng thần Lê ơi. Sao nhà Vũ? Làm sao sao để. Từ thôi. Em móc lui em cứ quýnh lui 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 thôi, quýnh lui lui thôi. Alo luôn ơi. Quýnh xong rồi lui, quýnh xong rồi lui. Mày quýnh xong rồi không? Mày quýnh ở đây nè. Nè 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 nè. Chạy ra lụm máu anh ơi. Lụm máu, lụm máu. Lùng mẹ. Ai là mẹ? 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 Ai là mẹ
Nó bay dữ vậy. À lôi lôi tao mập. Bắn em ơi. Sao được? Cứ ra ngoài. Hai cái tường bây giờ. Lộc mau. Đi ra ngoài cho tao. Ơi, cô cảm này hết nha. Nó kiếm được nó chạy anh ba. Chạy, chạy. Rồi rồi, đẩy nó, đẩy nó, đẩy ra, đẩy nó ngoài. Chạy nữa. Gặp ai đây, gặp ai đây. End game rồi nha. Để cho em biến là. Ghê vậy, sao có dạng game vậy? Thua được không? Cho em nói lại Sập ơi, thua được không? Thua được không? Đánh dịnh nó, nè. Đập nó lên. Ôi mày, bà đập luôn mày. Mày nè cao rồi. Trời rồi rồi. Tao bên mình hộ, tao bên mình hộ, bút 50 lần nè. Từ hết, từ từ thôi. Đừng để nam nghe, đừng để nam chết nghe lìa. Đúng 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 đúng. Tập hợp cứ đứng trước đây. Nào đi, anh nào đi. Anh nào này hả? Nè lê. Đây, anh đây. Cãi nữa nè lê. Chạy nữa lê. Đây nè, đây nè, đây nè. Máu em ba là máu trước rồi, cứu em ơi. Nhanh dữ vậy. Nó mất lát hết rồi, nó mất lát hết rồi. Của em, của em, của em. Dưới đây, cả. Dưới cái. Chạy đi lên. Cho hồi sinh tâm hồn, hồi sinh. Trên đây. Bắn, đây. Đây nè, đây nè. Đây lên. Đẩy đi ra. Tâm hồn này đến tay cái vừa đổ hồi đó mình thôi. Cẳng đi, mày chạy đi, mày giữ vị trí đi. Chứ xem đánh được. Áp ca hả? Bên em bị áp ca hả? Ừ, đẩy vòng rồi. Cái vòng này nó chết đó, nãy hồi sinh. Ê, hai nó kéo nhau kìa. Cái lỗi bị lỗi nó không cho lá trắng gì trời. Cái lỗi bị lỗi lấy cái phép thuật mới vô cho lá trắng nó đéo. Nè Lê ơi. Lên bay, lên bay. Dính cái rồi, dính cái rồi. Quýnh nó đi được đấy. Dính thằng máu đi em ba. Quýnh nó đi chứ để tức hàng mà thua ấy. Đâu ơi. Thằng này Lê ơi hay. À thật tôi quá. Thế vậy. Mà em đánh nè, đánh nè. Gặp sập rồi. Để anh. Coi chừng mày cẩn thận. Mày cẩn thận. Em không sao. Nè Lê. Em qua không được. Chồng bài đánh được nha. Ăn máu đây rồi giờ trời. Nhìn lên rồi cái đó hút rồi. Áp sát nó luôn Lê ơi hay. Rồi. Đắp. Thiệt quá. Đắp cái tầm đánh của Mao nữa. Kêu là máu hoài vậy ta mơ full máu mà. Lộn này Lê ơi. Vừa mát. Mất có xíu máu quýnh đây còn đâu hút máu ghê lắm. Quýnh đây còn đâu. Phải quá Lê, phải quá Lê. Một mình đánh được Lê ơi. Em lụm hạng cái qua. Anh còn chiêu cuối. Tự di chuyển được. Em chết rồi anh ơi, lợi cứu em nha. Bữa nay nè tụi mầm. Đây. Chạy đi giữ nó cho. Rồi, hồi sinh cho em là nguyên rồi. Mày phải đi qua cái này. Hoặc là mày đi cái này, đi cái cổng này qua đây rồi xong mày đánh cái hạt qua bên kia. Trời ơi, cái map này không biết, cái hàng này em không biết. Và sau đó tất cả hai team đều lui về. Ta thấy là Fnatic sẽ mất nhiều phép bổ trợ hơn một chút. Họ mất 3 phép bổ trợ, trong đó có 2 cái của Jun và một cái hồi máu đến từ Noah. Gặp ai đây Lê? Trời ơi, rồi. Mềm, đói mềm. Thấy là phép bổ trợ đang là lợi thế dành cho Zakilus cùng cả mấy cầu. Đói mềm. Anh ta về, ta mua được thêm 2 bình máu mà thôi. Tiếp tục đi di chuyển ra. Về hồi máu và anh ta cũng biết rằng Zakilus đang muốn đóng băng đợt lính này. Thế quyết định là sẽ không đói mềm, ná ở đây mềm. Đánh xong và khi mà lính tràn vào trụ thì Jun sẽ đỡ cho một round. Cũng như là Jun cũng có thể hiện tranh thủ hit thêm một chút kinh nghiệm để có thể lên cấp độ 2 sớm, có thêm những chiêu thức để có thể bảo vệ cho Noah. Một. Vậy trao đổi lại thì chúng ta đang thấy là những cái sự bất lợi của Top Esports ở thời điểm đầu đấu nó đã bị giải quyết đi bằng một pha xâm lăng rừng đến từ Fnatic. Bởi vì lúc đó là lúc mà Zakilus cùng với cả Meiko trước cấp độ 3 thì hơi khó khăn. Được thế trước do lợi thế về phòng trợ. Lùi lên. Thì khi mà đối đầu 1 vs 1 này, Kasante sẽ có những lợi thế nhất định so với Kasante. Và bây giờ thì để xem lẹ các em lẹ bao nhiêu lớp kinh trụ đầy ra sốc được một số đường dưới này.
Và anh ta đang muốn bọc sau một con mắt đã cắm ra đến từ Top Esports từ trước đó rồi. Bây giờ thì Razor bị lộ diện và cấp độ 2 đến từ Noah, nhưng Jun mới chỉ là cấp độ 1 mà thôi, đánh dấu nhưng chưa có hiệu khống chế. Razor muốn bọc sau tiếp tục. Có hai ba biến ở trên người của phải rồi. Bãi nào thì ăn. Phải trưởng thành ra đi. Bị lộ diện từ đối phương. Điều này sẽ giúp cho giữ khoảng cách thôi. Sợ nó ăn mày đó. Sẽ chơi hơn. 369 đang tạo ra một cái thế khá khó chịu trước Oscar Renin. Oscar Renin cũng tỉnh táo để anh ta né cái thần khí Autofo có hất tung này. Nhưng bây giờ thì Kia đang tới. Oscar Renin không còn nhiều máu nữa. Đây là cơ hội băng trụ đang lấp đến từ 369. Chờ, chờ tao. Của Kia. Sao đánh không máu vậy? Nè lẹ. Bởi vì sai. Cái lên. Bắn mất máu, bắn mất máu nhiều, mất máu nhiều quá. Anh ta hoàn toàn có thể đổi được kích hoạt và tấn công vào người của 369. Nên lý do thi đấu an toàn với 369 và Thiên mà thôi. Rồi, khi mà lấy quá nhiều lợi thế Razok bây giờ bắt buộc phải biến về. Hay chưa? Hay chưa? Hay rồi. Hình như hay sao? Không cho nó cứu, không cho sập cứu, anh đẩy nó ra. Là Razok đã tìm được những bài con rừng để gỡ gạc lại được so với cả Thiên. Trong khi đó thì Jackie Love cùng cả Miko với anh thất lực vậy. Người ta cũng sẽ cần chơi chậm lại. Mọi thứ anh chém ra ngoài hết rồi đấy ơi. Mà nào là dưới thế mà nào rồi. Trời ơi cái mám này hoài vậy. Gằng xích thủ hận này. Đứng ở dưới có cái cổng. Qua được đấy ơi. Rồi thôi anh ba. Qua đây anh ba. Em là máu mà. Xem là có giải quyết được cái vấn đề ở đằng xa không đây. Jackie Love đã có thanh trừng nên bộ đôi của bên phía Fnatic cần phải cẩn thận trong pha thi đấu này. Rất có thể sẽ là một mở đầu với một pha thanh trừng và sau đó Thiên sẽ sử dụng cho mình cái tuyệt mệnh. Chạy qua đây lẹ. Chạy tới đây, chạy qua đây. Họ cũng thấy rằng lợi thế ở đường này đang thuộc về. Rồi quá luôn lẹ. Nên họ không muốn đẩy đi nó đi quá xa. Ở đường lồng đèn luôn. Lồng đèn luôn. Lên, về sau lẹ. Cánh này lẹ ơi. Khiến Doom nó không thể di chuyển hai cánh được. Và đó là lợi thế cho đường giữa của Top Esports rồi. Mặc dù vậy, anh ta phải tiếp tục làm bất khả kháng cự để lùi về dành cho Oscar Rin trong mà... Red này có băng lồng đèn hoài luôn á má. Tức ghê á. Chờ một pha tuyệt mạnh hay chăng đây. Mình không được sảy chân cái đâu này rồi nè. Vì cái đúp của mình bắt vừa tấp biến lên xích. Chân rồi. Đó là xích. Xui lìa. Và bây giờ ra dốc lao thẳng vào Jackie Love lướt nè. Ta kết lượng sản thủ của đối phương là Noah. Nhưng Jackie Love cũng không còn đường về. Ủa cái này là sao ta? Cái này là sao ta? Thành công với Humanoid. Ba full đồ rồi. Ba đâu có mua được. À vậy hả? Mua đồ 4.000 tiền á anh. Đây rồi. Không phải cái map đó thì mấy anh chạy đi đâu. Né được chiêu cuối của Aphelos là một cái khá quan trọng, bởi vì nếu cái chiêu cuối đấy trúng, lượng máu của Noah sẽ ở thế. Rồi. Thì anh ta lại rồi sao anh? Chưa hút kịp đủ máu và Jackie Love thì lại được ship đến tận mồm như thế này thì gọi là quá thơm. Và Lulu tay của Jun đã đánh hơi nhiều sợ bạn ơi. Tôi biết là Lucian. Đau quá. Có thể lên luôn món đồ AP chăng? Và bây giờ thì Jun được cắt cửa ra đường giữa này cùng cả Noah nữa. Tiếp tục lên đây tấp biến để hôn gió. Lần này nó trúng rồi. Không được chơi game. Và sắt đao. Trời ơi, sắt đao dành cho Jackie Love. Ây da, chết anh Đồ Ly ơi. Nuôi cho béo. Và bây giờ cả chơi với em rồi nè. Khi mà Lê thấy Lulu chưa cấp độ 6. Trời ơi, nó lát nhiều như vậy. Trời ơi, má nghỉ luôn chứ. Có một pha